Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của tôi. Và tôi là anh giao hàng may mắn đây. Dạ không biết nói sao về cái tên kênh của tôi nữa bạn ơi. Từ khi tôi đặt nó là anh giao hàng may mắn thì tôi không có may mắn chút nào hết. Ví dụ như đây, các bạn thấy cái đơn hàng này không? Ở trên cái tem của nó để là 14kg. Và đây tôi đang để trên cái cân. Quay vô cái cân cho khán giả thấy. Nó là 16kg nha. Rồi bây giờ tôi dở cái tem nó cho các bạn coi. Đây các bạn, 14kg. Đó. Thì hồi nãy tôi chở xuống tôi giao tầm khoảng 1 giờ á. Thì khách khui ra cách kiểm. Khui ra cách kiểm từng cái. Thôi cái này một lát nữa mấy bạn coi clip mấy bạn thấy ha. Nhưng mà tôi muốn nhắn nhủ một điều á. Anh em shipper á, 2 giờ rưỡi mới được ăn cơm hộp. Uống được chai trà xanh latte. Các bạn thấy khổ không? Các bạn thấy khổ không mà chở cái đơn hàng 14kg xuống nở lòng nào. Vì những cái ba lô nó bị dính dơ cỡ đầu đũa. Không lấy. Điện shop thì không bắt máy. Tôi phải chở về. Mấy bạn làm ơn đặt hàng á thì mấy bạn giữ được cái mối liên lạc với shop. Chứ mấy bạn làm vậy là chết tôi luôn mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn coi clip nha lúc tôi giao. Mà bạn nhớ là giữ cái điện thoại cho kỹ nha. Chứ đừng có tức đập cái điện thoại của mấy bạn. Là bể điện thoại mấy bạn á, chứ tôi tức. Tức lắm mấy bạn ơi. Rồi coi clip nha. Dạ. Trên đó nó có ghi số lượng không? Nó chỉ ghi 3 chấm luôn mới về. Sao không nghe máy chị khui đi chị? Khui để cái tem vậy. Nó kéo cắt á, nó dán bằng keo vô đó khui tay không nổi đâu. Túi này cũng bự rồi, đâu có nhiều đâu đúng không? Dạ. Cái túi nó bự nên cái bao này bao nhiêu đây cũng đâu có nhiều đúng không? Chắc chừng 30-40 cái gì đó đúng không? Khúc này là anh chồng anh đứng ngoài anh nói nhưng mà không có thu âm được nên giờ tôi lồng tiếng nha. Anh chồng đứng ngoài nói nhìn là biết ba lô giỏm rồi. Cái chị vợ nói đồ rẻ mà hai mấy ba mấy ngàn vậy bán được rồi. Cái ông chồng nói cái chất giải nhìn là biết giỏm mà không có bằng cái chỗ hay lấy. Em điện nãy giờ 3 cục liên tục rồi đó, shop nó không nghe máy. Từ bây giờ em liên lạc sao không được thôi, giờ em không xử lý mấy vấn đề đó được. Dạ. Ở bên em chỉ là giao hàng thôi, còn chất lượng hàng hóa chị báo với shop, mà giờ em không liên lạc được với shop.
tính theo xa gần với ký. Còn phí ship bao nhiêu thì cái đó chị phải hỏi shop. Ở đây trên app của em á, nó chỉ báo là tiền thu hộ là 1.757.500 đồng. Nó không có phân ra là tiền hàng bao nhiêu, tiền ship bao nhiêu hết nữa. To hổm mình làm nhiều. Tao em đi. Tao đầu á, tao đó là nó đưa có 1 triệu mấy à, 1.401 em. Nhưng mà lúc đó là em đặt thêm. Vậy thì tổng to nó đưa là bao nhiêu? Đó nó không có làm, cái tổng sao lúc đặt thêm nó không có làm nữa, nó chỉ gửi gì mà. Thế là bao nhiêu cái? Tổng cộng là bao nhiêu cái? Nhưng mà có mấy ba lô trắng nó bị dơ. Giờ chị lựa ra cái nào dơ á, chị liên lạc với shop, chị báo ra rồi nó trừ tiền hoặc là sau đó hai bên thỏa thuận. Chứ bây giờ là em trước mắt là nếu mà liên lạc được thì với shop á, shop đó em với nó chỉ là muốn bán trên Shopee à. Thì nếu mà bây giờ em liên lạc được với shop thì nó dễ rồi. Bây giờ em điện bây giờ là 5 cuộc liên tục nó không nghe máy. Thì em đâu có xử lý gì được trong cái hàng hóa đâu. Một là em giao hết. Còn nếu mà chị không nhận thì em gói là em chở về hết thôi, chứ giờ em đâu xử lý gì được trong cái đó đâu. Được. Không con. Đâu dơ nào? Nè. Nhiều không? À, 15 cái sao chị không có hỏi giá hả? 15 cái sao á là 27.000, 37.000. Rồi lấy 57 nhân 15 lên. Rồi anh đúng hả? Rồi chị lấy 15 cái phần sau chị nhân lên, chị ra cái số tiền phần sau, chị cộng số tiền phần trước là ra số tổng số tiền hàng của chị. Rồi lấy cái số của em giao trừ ra là ra số tiền ship. Ừ. Ví dụ trước chị đặt 1.400.000, sau nó gửi thêm tính ra 300 nữa là 1.700.000. Thì lấy 1.700.000 mấy chục rồi trừ ra là biết tiền ship. Nếu mà điện cho shop được bây giờ thì giải quyết được hết rồi, mà giờ nó không nghe máy nè. Nãy nó nhắn tin với chị gì đó rồi hỏi nó cũng trả lời luôn hả? Là chưa cộng 15 cái sao á. Rồi 1.401.000 coi như 1.400.000 đi. Rồi 15 cái sao là chị mua nhiêu, 27 hay là 37? 37. 37 thì lấy 37 nhân 15 lên là ra bao nhiêu? Nãy anh nói là tiền nó là bao nhiêu? 37 nhân 15 là ra 555 nữa. Cộng với 1.400.000 là ra tới 1.900.000 lần á. Mà này nó thu chỉ có 1.700.000 à. Phải 15 cái sao là 37.000 không? Thôi giờ vậy, nếu mà dơ chị không nhận thì giờ em trả về khi nào liên lạc được shop rồi điện lại thôi à. Còn nếu mà trục chặt về tiền bạc thì mình tính là được, còn nếu mà dơ về chất lượng thì em đâu có xử lý được đâu. Tại vì nó chỉ dơ có mấy cái à. Em biết rồi, mà em đâu có biết tiền bao nhiêu đâu mà em trừ. Trên cái app làm việc của em nó chỉ báo là đơn này giao xuống rồi thôi. Cái đơn gì nè? 1.757.000. Đó, gì đó. Là 1.400.000 đó, 1.000. Xong rồi em mới đặt thêm 15 cái là màu trắng này nè. Ừ.
giờ hai trường hợp, một là nếu mà chị nhận á thì chị sẽ liên lạc lại với nó sau để thỏa thuận về những cái đơn nó bị dơ, những cái ba lô nó bị dơ. Còn nếu mà không được thì giờ em chở về, khi nào được thì em ấy bác kìa, khi nào được thỏa thuận được thì em giao xuống lại. Dạ, vậy để em rồi vậy hen, để cho em mượn cùng băng keo.